Thưa quý vị, để nhường đất cho công trình thủy điện, nhiều hộ dân ở huyện A Lưới phải di dời đến nơi ở mới với lời hứa của chủ đầu tư là nơi ở mới sẽ tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hơn 30 hộ dân thuộc diện phải di dời do nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện A Linh vẫn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn do thiếu đất để sản xuất, nhà cửa thì nứt nẻ, xuống cấp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là một trong những hộ dân tới ở khu tái định cư đầu tiên, nhưng những năm qua, ông Lê Thanh Ear vẫn phải đi làm thuê để sinh sống qua ngày bởi không có đất để sản xuất. Ruộng nương nó không có để nhà nước thu hồi, bên thủy điện thu hồi đây. Chứ là đất sản xuất là không có. Cùng hoàn cảnh với ông Ear là 12 hộ dân khác đang sống trong khu tái định cư. Thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, nhà cửa nứt nẻ xuống cấp là tình cảnh mà mỗi hộ dân nơi đây đối diện mỗi ngày. Từ thủy điện làm xong cái nhà này là mình vô ở, từ 2010 là mình vô ở cái nhà này, mà kiểu nhà toàn là xuống cấp hết, thủy điện không làm đàng hoàng. Ba con cũng bị bấp bênh về nước, quan trọng là nước là quan trọng nhất, mà rụt cuộc là tháng đi cứ đợi này. Đó, vào tháng mùa hè là không có nước. Khu tái định cư A5 được công ty thủy điện Trường Phú, chủ đầu tư thủy điện A Linh xây dựng với số vốn 13 tỷ đồng cho hơn 30 hộ dân thuộc diện tái định cư. Theo phản ánh của nhiều hộ dân nơi đây thì trong quá trình đền bù, giải tỏa, công ty thủy điện Trường Phú chưa rõ ràng minh bạch. Cụ thể, việc áp giá đền bù chưa có văn bản thống nhất, chậm chi trả tiền đền bù, không hỗ trợ sinh kế cho người dân trong 6 tháng đầu tái định cư. Bên cạnh đó, những hộ dân đã tới ở khu tái định cư buộc phải nộp 5 triệu đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với những hộ không có nhu cầu ở trong khu tái định cư thì cũng không được trả đủ số tiền đền bù theo thỏa thuận ban đầu. Cái công khai ấy, cái mục lục, cái giá cả coi như là tính người dân ấy là chưa rõ ràng. Thứ hai nữa coi như là bây giờ coi như là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thì dân chỉ mới được như là nhà nước hoặc như là công ty thanh toán từng nào thì gia đình dân như là nhận từng đấy thôi. Xây dựng cái như là thủy điện đây ấy thì về lâu dài ấy thì chưa biết đấy, nhưng mà trước mắt thì bà con thấy là chưa có cái gì mà thuận lợi, đều thiệt hại. Theo trả lời của chủ đầu tư thì việc đền bù giải tỏa là do hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện chủ trì, phía công ty chỉ là đơn vị thực hiện. Quá trình xây dựng khu tái định cư đã có hội đồng nghiệm thu hoàn chỉnh, sau đó mới bàn giao cho người dân sử dụng. Cái việc này thì là Ủy ban nhân dân huyện người ta sẽ đứng ra chủ trì, công ty chỉ là đơn vị phối hợp thôi. Việc mà cấp nước sinh hoạt á, thì trước đây thì chúng tôi cũng đã thi công và đưa vào sử dụng, các bên liên quan đều ký biên bản nghiệm thu và đã bàn giao cho người dân sử dụng được. Tuy nhiên, qua cơn bão vừa rồi á, thì cũng cách đây khoảng 2 năm thì cũng đã công trình đã bị hư hỏng, không sử dụng được. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đang trình phương án huyện xem xét để chúng tôi thực hiện các cái việc mà khắc phục và xây dựng mới để có được người dân sử dụng. Khi nắm tình hình những vướng mắc tại thủy điện A Linh Thường, A Linh B1 của xã Hồng Vân, Ủy ban huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với công ty thủy điện tiến hành rà soát những vướng mắc như đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi các phòng ban chức năng tiến hành rà soát sẽ có báo cáo Ủy ban huyện và Ủy ban huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo để giải quyết dứt điểm cho các vướng mắc của người dân. Tại cuộc họp giải quyết các kiến nghị của thôn A5 liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa mặt bằng của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và công ty Trường Phú, các bên liên quan thống nhất giải quyết các vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sửa chữa hạ tầng, khắc phục công trình nước sinh hoạt tại khu tái định cư A Linh hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại là ngày 4 tháng 12 năm 2018, theo ghi nhận của phóng viên thì chính quyền và chủ đầu tư vẫn chưa hề có động thái nào để giải quyết các vấn đề nêu trên.